Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân, chồng bà Lan bị đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù. Thông xe một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ lạ bão Krathong đổ bộ Đài Loan rồi quay ngược trở lại đường mà nó vừa đi tới. Lấy gần 200 tấn tro xỉ sang lấp đất trồng lúa gây ô nhiễm, hai người bị khởi tố hình sự. Tai nạn hy hữu, chăn cuốn chặt người đàn ông Trung Quốc say xỉn lúc đang phê trên vỉa hè. Khoảnh khắc kinh hoàng, tàu chở 278 khách bị lật khi sắp vào cảng Kitoku, ít nhất 78 người chết. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 4 tháng 10. Hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm. Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án với các bị cáo. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân, còn chồng bà Lan, ông Chu Lập Cơ, bị đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 đến 9 năm tù về tội rửa tiền, 12 đến 13 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Lan là người quyết định sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu. Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Bên cạnh đó, tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng, chuyển đi 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhận về 3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, bị đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù về tội rửa tiền. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án và tịch thu tài sản của bà để đối trừ nghĩa vụ. Các tài sản và tài khoản của bà Lan cũng sẽ tiếp tục bị kê biên, phong tỏa để đảm bảo việc thi hành án. Những quan hệ dân sự còn lại sẽ do hội đồng xét xử xem xét. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Ngày 4 tháng 10, Tổ thương mại điện tử của Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường thông báo đã phát hiện và tạm giữ hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc có dấu hiệu nhập lậu được kinh doanh qua các nền tảng thương mại điện tử tại địa chỉ 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đoàn kiểm tra ghi nhận địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản trên mặt sàn rộng 1.000 m2 với khu vực livestream, chốt đơn, máy tính, phục vụ tăng lực xem ảo, khu vực đóng gói và kho hàng. Hơn 10.000 sản phẩm nước hoa của nhiều nhãn hiệu được bán qua hình thức livestream trên các nền tảng như TikTok và Facebook. Các sản phẩm này không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ, chỉ hiển thị ngôn ngữ nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đoàn kiểm tra đang tiếp tục phân loại và xử lý theo quy định. Cũng trong ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Quốc Sử, 39 tuổi. Cùng bị khởi tố có ông Trần Văn Chính, 32 tuổi, Phó Giám đốc Sản xuất Công ty Nam Thái Nguyễn, chi nhánh Bắc Ninh, cư trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, về tội gây ô nhiễm môi trường. Theo hồ sơ, từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8 năm 2024, ông Sử đã vận chuyển 40 chuyến xe với tổng khối lượng gần 200 tấn tro xỉ phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu lò hơi của công ty Nam Thái Nguyễn về san lấp tại thửa ruộng của gia đình. Mỗi chuyến xe, ông Sử được công ty Nam Thái Nguyễn hỗ trợ 150.000 đồng cho chi phí xăng dầu. Việc này đã được sự đồng ý của ông Chính. Cơ quan điều tra xác định thửa ruộng của gia đình ông Sử là đất nông nghiệp trồng lúa, không được phép chôn lấp hoặc đổ đất thải rắn công nghiệp thông thường. Hành vi của ông Sử và ông Chính đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và bị khởi tố với tội danh gây ô nhiễm môi trường. Tại Lạng Sơn, khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 10, xưởng lắp ráp xe điện của công ty xe điện DK Việt Nhật, khu vực thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ngay khi xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cụ thể vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đã chính thức thông xe. Việc này giúp giao thông khu vực thuận lợi hơn, đặc biệt là luồng xe chạy từ hướng Tân Thuận đi quốc lộ 1.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thông nhánh hầm chui HC2 hướng Tân Thuận đi quốc lộ 1 có ý nghĩa rất quan trọng, vì đây là khu vực kết nối luồng giao thông cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đi các khu vực và liên tỉnh. Sau thời gian dài xây dựng từ năm 2020, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ có lúc bị chậm lại vì dịch Covid-19, gặp khó khăn do di dời hạ tầng kỹ thuật. Từ nay đến cuối năm 2024, Ban Giao thông sẽ đôn đốc các đơn vị thi công tập trung làm xong và thông xe nhánh hầm chui HC1 ở chiều ngược lại. Từ đó hoàn thiện giai đoạn 1 của nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Tiếp tục làm giai đoạn tiếp theo là xây dựng cầu vượt giúp giải quyết căn cơ tình trạng ùn ứ giao thông vốn đã diễn ra nhiều năm qua. Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ có tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, bắt đầu làm vào tháng 4 năm 2020 và dự kiến hoàn thành dỡ toàn bộ rào chắn vào cuối năm 2024. Chiều ngày 4 tháng 10, binh chủng công binh đã bắt đầu sử dụng phà quân sự để đưa người dân qua sông tại khu vực cầu Phong Châu, Phú Thọ, sau khi cầu phao phải tạm dừng hoạt động do dòng nước chảy xiết, không đảm bảo an toàn. Phà quân sự được gia cố thêm lan can và các khu vực ghép nối để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Mỗi lượt phà quân sự có khả năng chở khoảng 30 người cùng xe máy, xe đạp. Người dân được trang bị áo phao, đồng thời có cano quân đội hộ tống trong quá trình qua sông để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi dòng nước sông Hồng chảy êm hơn, đủ điều kiện an toàn, binh chủng công binh sẽ lắp đặt lại cầu phao để phục vụ việc đi lại của người dân. Hiện tại, việc tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn đang được tiến hành, với 30 thợ lặn từ lữ đoàn đặc công 126 cùng trang thiết bị chuyên dụng tiếp tục tìm kiếm tại các vị trí đánh dấu trước đó. Ngày 4 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập chữa cháy tại tòa nhà M Plaza Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 1.450 người và 100 phương tiện các loại. Tình huống giả định xảy ra vào 9 giờ sáng khi ô tô tại tầng hầm B2 bị rò rỉ nhiên liệu do chập điện gây ra cháy lớn. Khoảng 3.000 người đang làm việc và tham quan trong tòa nhà phải đối mặt với khó khăn khi thoát nạn do khói độc lan theo các hệ thống kỹ thuật và buồng thang bộ lên các tầng cao. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai cứu nạn, hướng dẫn thoát hiểm và chữa cháy. Sau 45 phút, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận, đường lên hai xã miền núi huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng nặng. Nhiều ổ gà, rạn nứt và hư hỏng mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Có trường hợp xe tải không nhường đường, ép xe máy vào lề, gây nguy hiểm. Theo Ban Quản lý Bảo trì Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, tình trạng mặt đường hư hỏng xuất hiện từ năm 2023. Nguyên nhân chính là do xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu thi công làm hỏng mặt đường và hệ thống báo hiệu. Ban Quản lý Giao thông cho biết việc sửa chữa chỉ có thể thực hiện triệt để sau khi dự án mở đường hoàn thành vào năm 2024. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý, với thông tin con tàu chở đến 278 hành khách đã bị lật trên hồ Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong ngày 3 tháng 10 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Tàu được cho là chở quá tải. Theo các nhân chứng, chiếc tàu chở quá tải hành khách đang di chuyển từ thị trấn Minova ở tỉnh Nam Kivu đến thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu đã bị chìm trong lúc cố gắng cập bến khi chỉ cách cảng Kituku khoảng 700m. Chính quyền địa phương thông báo các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, còn nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Gia đình các nạn nhân và cư dân Goma đã tập trung tại cảng Kituku cáo buộc chính quyền lơ là trước tình hình bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực. Hồi tháng 2 năm 2024, phần lớn trong số 50 hành khách trên một chiếc thuyền gỗ được cho là đã tử vong sau khi con thuyền bị lật trên hồ Kivu. Sự cố ngày 3 tháng 10 là vụ tai nạn tàu thuyền gây chết người mới nhất ở Congo, nơi tình trạng tàu thuyền chở quá tải thường là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thảm khốc. Theo thông tin cập nhật về bão Graton, có sức gió 126 km/h và giật lên tới 162 km/h đã đổ bộ vào thành phố cảng Cao Hùng, Đài Loan. Các mô hình dự báo cho thấy, sau khi tàn phá khu vực này, bão có dấu hiệu đổi hướng, quay ngược trở lại đường mà nó vừa đi tới. Cơn bão như va phải một bức tường vô hình và dội ngược trở lại. Hướng di chuyển về phía bắc biển Đông và suy yếu dần. Phân tích về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trường hợp bão Graton đổi hướng này, một phần là do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống. Còn để phân tích sâu hơn thì có rất nhiều yếu tố. Không khí lạnh cũng được xem là khắc tinh của các cơn bão, bởi lẽ hình thái này làm cho nhiệt độ, độ ẩm giảm, từ đó bão mất đi năng lượng và suy yếu dần.
Tại Trung Quốc, lực lượng chức năng đã giải cứu một người đàn ông say xỉn bị con trăn dài hơn 2 mét siết chặt khi đang nằm trên vỉa hè thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9. Các nhân chứng cho biết họ hốt hoảng khi chứng kiến con trăn lớn đang quấn lấy người đàn ông trong tình trạng không tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người đàn ông. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa cũng bắt con trăn nặng hơn 13 kg, được cho là bò lên từ con sông gần đó. Đến sáng sớm ngày 29 tháng 9, con trăn đã được thả về tự nhiên. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Về nguyên nhân gây mưa, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do rãnh áp thấp xích đạo khả năng được thiết lập và trục ở khoảng từ 5 đến 8 độ Vĩ Bắc, sau đó có xu hướng hoạt động tốt dần lên và nâng trục dần qua Nam Bộ đến Nam Trung Bộ. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 21 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 22 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang Tuổi Trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.